tức là
ngày thì tất cả quân đội tấn nào là tức là gọi là cái đã đưa cháu công nhân thiên để giao cho mình một hàng ca đi luôn đó để rất là hợp tác với chúng tôi nữa tức là cái gọi là cái tuy mình là ca thôi nhưng mà chúng tôi cũng xin nước gọi là cái này là các cháu thầy luôn ông bà gọi là tuy nhiên chứ không lo mà đấy chúng ta giáo đấy là lòng đấy là chúng tôi là hoàng gia xin hứa cái hoàng gia hoàn toàn quy trường giá cao nhưng hai bên cũng như là rất là đường xa rất là giữa miền trung cũng là miền trung và miền đông rất là nhưng ông bà hai bên và hai cháu cũng như là xong rồi đấy là khi mà chúng ta xin là đại hội hoàng gia hoàng gia cảm ơn tôi đến đầu hoàng gái hãy gần người xa xa xôi rất xa xôi xin là đưa cháu cháu không phải với tôi xin dân rồi cũng này nên là tôi xin lỗi cháu phải đó đâu có thành của tôi không biết và sau đây chồng được kính mời đến phần chào hòa vâng là kính thưa quý vị chúng ta thuở xưa trước ông được sinh để du bài hát viết kiều dân ca hôm nay con thôi lớn trưởng thành con chân thành hạnh phúc bố mẹ chúc quà tặng hai con và sau đây chồng kính mời mẹ và chú rể chúc quà nhỏ tặng hai em thân lời cho đôi vợ chồng xin cảm ơn mẹ rất nhiều. Có điều gì để em có chương trình sẽ chào được cái mời chú Thủy Thủy Phát có thức gọi là tặng hai cháu cho chúng tôi sáng khi mời. Thank you.
sẽ còn khi mời quân lương cũng có thể mời em ở phòng và hãy sáng tạo vui. Thank you.
sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng viên đôi sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người cũng trong năm thắm duyên đầu, mãi bên nhau cháu con đầy. Nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh